Thân chào các bạn. Hôm nay trong cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tính của một cái công suất hao tổn của cái con fet trong một cái mạch nguồn xung. Và cái loại mạch nguồn xung này thì mình sẽ dùng cái mạch nguồn xung nửa cầu. Cái nguồn vào của mình sẽ là 310V và cái tải của mình sẽ là 24V và cái dòng tải sẽ là 20A. Tức có nghĩa là cái công suất tải của mình sẽ là khoảng 480W. Ngoài ra thì mình có thêm một cái điện áp nữa khoảng 12V. Cái điện áp này sẽ được dùng để lái những cái mạch ở bên trong IC của mình, bên trong cái nguồn xung của mình. Ở bên tay phải của mình thì mình dùng tạm một cái dòng khoảng chừng 200mA cho cái nguồn tải 12V này. Thì để đơn giản quá trong cái mạch mô phỏng này, mình sẽ dùng hai cái tín hiệu xung là A và B. Nó có một cái độ lệch pha là 180 độ để nó lái hai cái con FET Q1 và Q2 qua cái con biến áp xung lái FET ở bên này. Và cái biến áp chánh của mình sẽ là một cái biến áp có một cái cuộn dây bên sơ cấp và chúng ta sẽ có bốn cuộn dây bên thứ cấp. Và cái cách kết nối của nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái con điện áp DC là 24V bên ngoài này qua một cái bộ lọc là LC ở đây. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ cho chạy cái mạch này trong cái miền thời gian. Thì các bạn cũng có thể vào trong này để chọn chạy trong cái miền thời gian được gọi là Transient Analysis. Thì mình sẽ cho nó chạy trong cái khoảng thời gian từ 4,5 mili giây lên tới 7 mili giây. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ cho nó chạy và mình sẽ đo cái điện áp của con 24V và của cái con 12V này. Và đồng thời mình cũng sẽ đo cái dòng tải đi ngang qua cái nguồn chánh của mình là 24V ở đây. Ở cái hình bên trên này các bạn thấy cái màu xanh lá cây đó là cái điện áp của mình ra là 24V. Và cái hình màu xanh này chính là cái cuộn dây thứ cấp thứ nhì là khoảng 12,3V. Và dưới đây là cái hình màu đỏ, các bạn thấy nó có khoảng cái dòng là khoảng 20A. Đó là chúng ta đã xác định ra được là cái mạch của chúng ta được chạy rất là bình thường, không có cái gì sai sót cả. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ cho các bạn coi hai cái tín hiệu xung ở đây. Thứ nhất là cái tín hiệu xung A và so sánh với cái tín hiệu xung B. Bây giờ mình sẽ đo tín hiệu xung A ở đây. Và đồng thời mình sẽ đo cái tín hiệu xung B. Ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái hình màu đỏ và chúng ta có hình màu xanh, đó là tín hiệu xung A và B. Hai tín hiệu này có cái tính chất là nó lái lệch pha với nhau để cho con Q1 và Q2 được đóng và mở ở cái độ pha lệch nhau 180 độ. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu coi vào cái điện áp của con Q1 và Q2. Bây giờ chúng ta sẽ coi vào cái điện áp của con Q2 và các bạn có thể nhấn vào trong này để coi cái điện áp của nó. Và chúng ta sẽ so sánh cái điện áp này với lại cái dòng đi ngang của con Q2. Ở đây mình sẽ tập trung vào đo công suất hao tổn của cái con Q2. Như vậy các bạn thấy cái hình màu xanh lá cây ở đây là cái dòng đang từ 0A sẽ được nạp lên khoảng 5 chấm mấy gần 6A ở đây. Và nó có khoảng một cái độ dốc hơi nhỏ ở đây. Thì mình sẽ đưa cái hình điện áp đi qua một cái trục khác để chúng ta có thể dễ thấy cái hình hơn.
Vậy các bạn sẽ thấy đây là ở bên trên, đây chính là cái điện áp xung ngang qua cái con Q2, và ở dưới đây là cái dòng áp xung đi ngang qua con Q2. Các bạn thấy ở đây nó có một cái giá trị của nó khoảng chừng 5.9, 5.9 ampere, giá trị trung bình của nó. Và nó có một cái độ dốc hơi nhỏ ở đây, nhưng mà chúng ta có thể phỏng đoán nó là giống như một cái hình hình xung vuông để cho nó đơn giản quá cái vấn đề. Và ngoài ra các bạn có thấy là có một cái dòng điện áp đỉnh lên rất là cao khi mà bắt đầu nó được mở lên. Cái lý do là vì bên trong mạch của mình có những cái độ cảm rò và nó kết hợp với lại những cái tụ ký sinh của những con phét, và nó sẽ tạo ra một cái dòng điện lên rất là cao nhưng mà trong một cái thời gian rất là ngắn. Và trong khi lúc mà đến lúc mà cái dòng điện này được cắt đi đó thì nó lại không có bị cái trường hợp đó. Các bạn sẽ thấy đây là cái điểm cuối cùng của nó và nó sẽ được cắt đi. Giá trị trung bình của nó khoảng từ 6 ampere và được cắt xuống 0 ampere. Đó là những cái điểm chánh mà các bạn nên để ý khi mà chúng ta bắt đầu đo những cái công suất xung của con phét này. Bây giờ thì mình sẽ coi qua một số những cái phương trình toán của cái bài này. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cái cách phân tích của nó cho các bạn thấy. Ở dưới đây là mình vẽ cái sơ đồ của cái dòng điện của con phét A và dòng của con phét B. Các bạn sẽ thấy là hai cái dòng điện này nó sẽ chạy lệch pha với nhau. Và cái giá trị của nó là các bạn thấy mình sẽ tạo ra một cái xung vuông ở đây để cho nó đơn giản quá trên vấn đề. Tuy nhiên trên thực tế khi mà các bạn đo trong mạch thật sự thì nó sẽ có một cái độ dốc nhỏ ở bên trong đó. Bây giờ trước khi mà mình đi vào những cái phương trình chánh của nó đó, thì ở bên đây mình sẽ ôn lại những cái căn bản trước, là ở đây mình dùng một cái tần số xung là 50.000 Hz cho mỗi một cái con IC này được bơm ra. Thì các bạn sẽ có một cái chu kỳ của nó là 20 microsecond. Và cái tín hiệu xung này mình dùng ở cái chu kỳ là 0,321. Nếu các bạn có một cái nguồn vào là 310V thì các bạn sẽ để ý ở đây đó, khi mà cái con phét đó nó được chuyển từ cái trạng thái này qua cái trạng thái kia đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây đó cái điện áp của con VDS lúc đó nó khoảng chừng 155V. Trong khi đó ở cái thời điểm mà lúc mà cái dòng đóng lại đó thì cái điện áp của nó không hẳn 155V lắm, khoảng chừng 150V. Đó là những cái điểm các bạn nên để ý khi mà chúng ta tính toán vào trong chi tiết những cái mạch này. Và cái phần thứ nhì nữa đó là các bạn để ý là khi mình có một cái điện áp ra là 24V với một cái dòng tải là 20A đó, thì cái công suất của mình sẽ là 480W. Mình lấy 224V nhân cho 20A, mình sẽ ra được 480W. Và nếu các bạn phỏng đoán với một cái hiệu suất của những cái mạch half bridge này đó, mình có thể đạt được khoảng 80% là lý tưởng. Nếu mà các bạn lấy cái công suất chia cho 0,8, tức có nghĩa là 80% hiệu suất á, thì cái nguồn DC, cái dòng của mình á, sẽ ra được là 1,93 A. Đây là những cái cách tính căn bản đầu tiên mà các bạn cần phải nắm vững khi mà các bạn làm trong tất cả các loại nguồn xung. Bây giờ mình sẽ đi qua tới cái phần thứ nhì. Đây là cái phần rất là quan trọng, là cái cách mình sẽ tính cái công suất hao tổn của nó. Trong cái phần cách tính công suất này đó, mình sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó là cái công suất thất thoát do cái điện trở bên trong của con phét này. Cái con phét này mình dùng đó, nó được gọi là cái loại IRF740. Cái điện trở nội của nó đó là 0,55 ohm. Ở đây mình gọi là ADS-ON, được gọi là cái điện trở nội bên trong con phét đó là 0,55 ohm.
Thì cái công thức mà công suất của nó tính rất là đơn giản, nó sẽ là cái dòng điện hiệu dụng bình phương lên và nhân cho cái điện trở đó. Rồi nó giống như là những cái phương trình mà các bạn hay làm cho những cái cách tính điện trở mà thôi. Bây giờ cái phần bắt đầu mình đi vô chi tiết hơn để làm sao mà chúng ta tìm ra được những cái giá trị của cái dòng điện đi ngang qua con phép đó rất là quan trọng. Nó không phải là các bạn đi lấy cái 1,93 A, các bạn chia làm 2 rồi các bạn bình phương nó lên đâu. Các bạn phải tìm ra cho được cái giá trị hiệu dụng của nó. Đây là cái điểm rất là quan trọng. Bây giờ cái phần thứ nhì đó là các bạn phải đi vào tìm ra được cái dòng điện đỉnh trung bình của nó. Là các bạn sẽ lấy cái dòng điện DC mà mình nói lúc nãy đó, mình sẽ chia cho cái chu kỳ của nó. Như lúc nãy mình nói nó ra khoảng 1,195 A, thì nếu các bạn chia cái chu kỳ của nó đó là 0,32 đó, các bạn sẽ ra được cái điện áp đỉnh của nó là khoảng 6,0 mấy ampere. Các bạn có thấy hồi nãy mình có nói bên này là cái hình của nó ra khoảng 6 ampere, cái dòng đỉnh của nó ngay đây đó. Các bạn thấy nó ra là khoảng 6 ampere. Đây là cái điện áp đỉnh của nó. Bây giờ làm thế nào mà chúng ta đưa cái điện áp đỉnh đó và tìm ra được cái điện áp hiệu dụng đi ngang qua con phép đó? Chúng ta được gọi là IRMS. Các bạn sẽ lấy cái điện áp đỉnh mà lúc hồi nãy mình đã tính ra đó, các bạn nhân cho căn của D. Như vậy các bạn lấy 6,07 A nhân cho căn của 0,321. Các bạn sẽ ra được cái giá trị là 3,44 A. Đó là cái giá trị hiệu dụng cái dòng của con phép đó. Từ đó chúng ta sẽ tìm ra được cái công suất thất thoát, là các bạn sẽ lấy ra cái dòng AMS bình phương nhân cho ADS on. Như vậy là 3,44 A. Các bạn bình phương lên nhân cho 0,55. Thì cái công suất hao tổn do cái điện trở nội sẽ ra là 6,5 W. Đó là cái phần thứ nhất mà chúng ta cần phải xác định được. Bây giờ cái phần thứ nhì là chúng ta sẽ tìm cái độ thất thoát khi mà cái mạch cái con phép của mình nó sẽ chuyển xung từ cái dạng như là dòng của mình đang từ 0 A chuyển lên 6 A, và khi mà cái dòng của mình bị cắt đi là từ 6 A bị cắt xuống còn 0 A, thì mỗi khi mà mình chuyển cái trạng thái xung của nó đó lên hay xuống, chúng ta sẽ tạo ra một cái độ thất thoát bên trong đó. Cái lý do là vì sao? Vì cái con phép nó sẽ có một cái độ trễ trong đó, và khi cái sự trễ đó đó nó sẽ tạo ra một cái thất thoát rất là lớn ở bên trong đó, mà chúng ta nhiều khi chúng ta không thể nghĩ rằng cái độ trễ giờ bên trong đó sẽ làm cho cái công suất hao tổn của mình sẽ tăng lên rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó là cái xung dòng của mình đó nó sẽ nạp từ 0 A lên 6 A. Ở bên đây mình sẽ gọi là PS1. Và cái phần thứ nhì đó mình gọi là PS2, tức có nghĩa là khi mà cái dòng của mình đang từ khoảng 6 A và nó sẽ đi xuống 0 A. Thì cái công thức của nó đó tương đối gọi là cái công thức gần như là lý tưởng nhất. Cái đây là tùy trên cái kinh nghiệm của mỗi người, các bạn có thể du di tới một cái giá trị nào đó trong này. Thì nó sẽ là cái dòng điện áp đỉnh, tức có nghĩa là I peak, mình gọi là dòng điện áp đỉnh, nhân cho VDS và nhân cho cái thời gian mà trễ hẹn mà mình nói lúc nãy đó. Ở đây mình gọi là cái thời gian rise, tức có nghĩa là cái điện áp dòng của mình nó tăng lên trong cái thời gian đó. Và mình sẽ chia cho cái chu kỳ của mình mà mình nói lúc nãy là 20 microsecond. Và tất cả những cái giá trị đó các bạn sẽ chia cho 6. Con số 6 này thì tùy theo cái kinh nghiệm và tùy theo cái cách tính của mỗi người, các bạn có thể du di con số này tới lui một chút cũng được. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết của nó. Là ở đây đó, cái dòng điện áp đỉnh các bạn thấy đó,
nó sẽ lên rất là cao nếu các bạn đo được nó lên tới 46 ampere. Do đó mình sẽ ghi vào trong cái số này là 46 ampere. Và cái VDS là cái điện áp ngang qua con phét lúc nãy mình có nói đó, là nó khoảng 155 V. Và mình sẽ nhân cho cái thời gian mà mình nói lúc nãy con phét nó bị, nó gọi là delay time, tức có nghĩa là nó bị trễ hẹn đó, hoặc là chúng ta còn gọi là cái rise time của nó đó. Nó ra mình đo được nó là khoảng 50 nanosecond. Các bạn chuyển nó về microsecond thì nó là 0,05 microsecond. Tất cả chúng ta chia cho cái chu kỳ là 20 microsecond. Và tổng số đó chúng ta chia cho 6. Và mình sẽ ra được một cái công suất hao tổn trong cái thời gian đó là khoảng gần 2,97 W. Các bạn thấy không? Con số nó tương đối rất là lớn mà chúng ta không thể ngờ được. Bây giờ cái phần thứ nhì là chúng ta sẽ tìm cái công suất load là mất khi mà cái dòng của chúng ta từ khoảng 6 ampere bị cắt xuống 0 ampere. Và cái công suất của nó, công thức của nó cũng tương đương giống như là cái công thức ở bên trên, là các bạn lấy cái dòng điện áp đỉnh lúc đó nhân cho cái điện áp của con phét lúc đó, và các bạn nhân cho cái thời gian mà nó rớt xuống. Tất cả chúng ta chia cho cái chu kỳ của nó và tổng số đó chúng ta sẽ chia cho 6. Như vậy ở đây mình đo được là ngay cái điểm này đó, nó khoảng chừng 5,25 ampere. Và chúng ta sẽ nhân cho cái điện áp lúc đó là các bạn thấy nó khoảng 150 V. Do đó mình để 150 V ở đây. Và cái thời gian mà nó rớt xuống từ cái 5 chấm mấy em ở đây rớt xuống còn 0 em ở đây đó, các bạn sẽ thấy nó khoảng chừng 20 nanosecond, và mình sẽ đưa cái giá trị đó về 0,02 microsecond. Và chúng ta sẽ chia cho 20 microsecond là cái chu kỳ của mình. Tất cả chúng ta sẽ chia cho khoảng 6. Và chúng ta sẽ ra được cái công suất mất lúc đó là khoảng 0,13 W. Và sau đó thì các bạn sẽ cộng ba cái kết quả đó lại với nhau, là kết quả đầu tiên là 6,5 cộng cho kết quả thứ nhì là 2,97 W. Và kết quả cuối cùng là 0,13 W. Các bạn sẽ ra tổng số cái công suất thất thoát của con phét này là khoảng 9,6 W. Đó là cái cách tính làm thế nào ra được cái công suất hao tổn tổng cộng của con phét trong một cái mạch nguồn xung. Bây giờ đây mình sẽ đi vào cái hình này và mình sẽ thu nhỏ nó lại để các bạn có thể thấy nó như thế nào. Đây các bạn thấy ở dưới hình này là cái dòng của nó, và tại sao mà mình nói nó lên tới cái dòng đỉnh lên tới 40 mấy em, là các bạn thấy khi mà mình đưa cái đo của mình vô đây, các bạn thấy nó lên tới 46 ampere. Và cái điểm thứ nhì là làm sao mà mình nói nó là nó ra được khoảng 50 nanosecond. Thì các bạn sẽ thấy mình sẽ đưa cái thước đo của mình vào trong này. Thì các bạn thấy ngay cái lúc mà cái dòng mà đi lên đó, và chúng ta sẽ đo tới cái điểm mà chúng ta có thể vận chuyển nó lên xuống một chút xíu cũng được. Các bạn có thể đưa nó ra tới đây. Thì nó khoảng chừng 40 mấy, 46 ở đây mình đo được khoảng 46 chấm mấy nanosecond. Do đó mình cho nó chẳng luôn 50 nanosecond. Đó là cái cách mà mình phỏng đoán được cái thời gian mà nó tăng lên trong này, tức có nghĩa là cái T-rise ở bên này là khoảng 50 nanosecond và cái dòng điện áp đỉnh ở trên này là bao nhiêu đó. Và ngoài ra thì các bạn thấy cái điện áp ở bên trên này đó, là mình nói lúc nãy đó là nó ra khoảng 155, và thực tế thì có thể nó hơi cao hơn một chút là khoảng 160 mấy vôn. Do đó các bạn có thể chỉnh những con số này lại tùy theo cái số đo của mình. Bây giờ mình sẽ đi qua ở bên cái phần bên kia, là cái phần mà lúc mà nó tắt đi, thì các bạn sẽ thấy ở đây. Là các bạn thấy thứ nhất là cái điện áp VDS của mình ở đây á, nó khoảng 140 mấy V, thì mình cho bên này là khoảng 150 V. Và cái điểm thứ nhì đó là cái dòng của mình ở đây đó, các bạn sẽ thấy á, là nó khoảng 5 phẩy mấy ampere. 6 ampere. Okay. Và làm thế nào mà mình đo được cái thời gian ở đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây á, là chúng ta sẽ đưa cái hai cái điểm này vào chung với nhau, các bạn sẽ thấy nó ra khoảng chừng
hai mươi mấy nanosecond, do đó mình chọn ở đây là khoảng 0,02 microsecond. Đó là cái cách làm thế nào mà mình đưa được cái mô phỏng và mình chuyển tất cả những con số này vào để mình tính ra được cái công suất của nó là tổng cộng là 9,6W. Bây giờ làm sao mà mình nói là những cái phương trình của mình ở đây nó chính xác được, thì cái cách mà mình có thể chứng minh được nó là mình sẽ trở lại cái bài của mình ở đây và mình sẽ dùng một cái thước đo, và cái thước đo đó sẽ là đo được cái công suất thất thoát của con phép này. Và nó tương đối cũng rất là chính xác. Các bạn sẽ thấy ở đây đó, mình sẽ đi vào cái đo đó là mình đo công suất của con phép này. Bây giờ mình sẽ đưa vào trong một cái cửa sổ vừa đủ ở đây và chúng ta sẽ đo trong cái khoảng thời gian này. Để đo được đó thì các bạn vào bên trong này và các bạn sẽ nhấn vào cái nút measure là mean, các bạn sẽ thấy cái more function và các bạn sẽ chọn cái cách đo là giữa một cái khoảng thời gian này qua một cái thời gian khác, chúng ta gọi là một cái cursor span ở trong cái cách đo này. Và ở đây các bạn nhấn vào cái nút mean, tức có nghĩa là các bạn đo cái công suất trung bình của một cái linh kiện của mình. Và các bạn nhấn vào trong này. Các bạn thấy ở đây kết quả của mình ra là khoảng 9,36, gần 9,4W. Và trong khi đó cái bài tính của mình ở bên này mình ra lúc nãy là 9,6W. Như vậy giữa cái công thức và cái đo của cái mạch này trong mô phỏng rất là gần nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn lại trong một cái bài khác. Trong một dịp khác thì mình sẽ nói về cái cách đo của cái con biến áp xung và chúng ta sẽ làm thế nào đo được cái công suất thất thoát của một cái con biến áp xung. Và từ đó chúng ta sẽ đi qua những cái linh kiện khác như là con diode, con tụ cảm hoặc là những con tụ điện. Và từ đó chúng ta sẽ kết hợp lại và sẽ xác định ra toàn bộ những cái công suất thất thoát trong một cái mạch nguồn xung. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi và gặp lại trong một cái clip tới.